chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an chan, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhớ, và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt trương dương. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày. From now to my very life.
what we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll share. Đang chúc chồng đồng nhiệt chào đón các vị khách quý đã có mặt tại tư xa của đại gia đình hoa nhạc đá chúng tôi trong buổi tối yêu thương ngày hôm nay. Và lần đầu tiên gia đình rất là vinh dự được đồng hành với chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin thay lời cho đại gia đình hoa nhạc gái, xin thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện Ngọc Hồng trân trọng kính gửi tới các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn. Và lời chào mừng, xin chào, nâng niệm. Thưa quý vị, bài nhân dịp đoàn xuân mới, trung tâm tổ chức sự kiện Ngọc Hùng cũng xin kính gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý. Kính chúc quý vị có một mùa xuân mới, an lành, hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, an khang, thịnh vượng. Vào buổi sáng ngày mai, ngày 18 tháng 2 năm 2023, nhưng trong buổi tối ngày hôm nay, đại gia đình chúng tôi có tổ chức một chương trình giao lưu nghệ thuật, như là một lời cảm ơn và lời truyền sâu sắc nhất để gửi tới toàn thể quý vị. Và rất mong muốn quý vị hãy cùng vang lên những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chương trình chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, và để bắt đầu cho chương trình giao lưu nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ đây xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một nữ ca sĩ có gương mặt vô cùng cá ái, ca sĩ người Việt gốc Trung Quốc, Quách Thu Hảo. Xin mời. Cho phép Thu Hảo xin được gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi hôm nay ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc cô dâu chú rể chúng ta trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên nhau. Và ca khúc đầu tiên thì Thu Hảo xin được phép dành tặng toàn thể quý vị một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc có tựa đề 60 năm cuộc đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh ơi có bao nhiêu?
sân khấu này sẽ gửi tới quý vị thật là nhiều bài hát, nhiều ca khúc hơn
và hy vọng rằng sau mỗi bài hát, mỗi ca khúc mà những người nghệ sĩ chúng tôi gửi tới quý vị sẽ gửi tặng lại chúng tôi những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt hơn nữa. Quý vị có đồng ý không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, thưa quý vị. Yeah.
Bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc
chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yeah.
thời gian tìm hiểu yêu nhau, được sự đồng thuận của chính quyền nước sở tại. Ngày 24/3/2020, hai cháu đã tổ chức lễ thành hôn tại thành phố Ba Vì, quốc sân nhà. Do điều kiện dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn thế giới, hai cháu không về Việt Nam tổ chức các nghi lễ dân tộc Việt Nam lần. Cho tới hôm nay, hai cháu về Việt Nam được sự đồng ý của hai gia đình là tổ chức lễ thành hôn, lễ báo hỷ cho hai cháu, được sự đồng ý của gia đình họ gái và gia đình họ trai. Hôm nay gia đình chúng tôi có lễ mang tới họ gái là xin làm hiểu cho cháu thân được làm con rể của chúng tôi. Quan trọng là gia đình không bỏ cháu. Đến sự buổi lễ hôm nay là họ trai xin giới thiệu tôi là bố của cháu Thịnh. Bà của cháu là bà Hằng, là bà Mận, tôi và là bà của cháu Thịnh. Còn là mẹ đến sân biển cũng là bà Sơn, cũng là bà Hằng tôi và là bà của cháu Thịnh. Ngoài ra còn có các cô bác anh chị em trong gia đình, các bà cùng toàn thể đại biểu có trong mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin chân trọng cảm ơn. Hôm nay là toàn thể gia đình người ta, tôi được cầu nguyện của anh chị tôi thích từ cái chồng tôi là con chú, còn anh tôi là con bác. Do gia đình ta được sự nhất trí của gia đình để công bố đại gia đình ta một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Về phía gia đình nhà gái chúng tôi đó thì vừa rồi mình là đại diện của nhà trai và đồng thời cũng là bố sinh ra cháu có dư, thì vừa rồi trình bày những cái điều kiện một vài năm Covid. Cái trước tiên đấy chúng ta phải điểm lại một số cái nét chủ đề đó là chỗ cháu Hằng và vâng cô Hương thì cái cháu tìm được nhau sự nhất trí của bà Hương Sáu và bà Bình. Rồi thì cũng tới là chọn một ngày lành rất tốt là cái thành hôn cho các cháu ở bên nước sở tại mà đang kinh phấn cái đó. Thế còn là về phía mưa hôm nay thì là cũng là đầu xuân mới nhưng mà cũng là ngày lành rất tốt, ngày khách năm mặc đạo, thành được sự nhất trí bàn bạc thống nhất của hai gia đình. Đây chúng ta tiến tới là cái lễ hôn nhân tại địa phương, trước tiên có thể tới họ hàng ông bạn của bạn bè của hai ông bà của gia đình ta, và hôm nay tiến tới là lễ hôn nhân hạnh phúc cho năm cho các cháu. Trên phần gia đình nhà gái tôi xin trân trọng giới thiệu như thế này để cho chúng ta lễ và để nói chuyện giao tiếp, và cái nữa nếu như phần nào còn thiếu thì tí nữa rồi ăn cố giao lưu chúng ta sẽ hỏi nhau thêm. Thế là trước tiên giới thiệu về chú anh ông Hương thì mẹ già biết rồi, sinh nhà cháu Hằng thì mẹ còn là bà Sáu, tức là mẹ ông Sáu rồi thôi kìa. Bà ngoại thì cái là bác con vợ kia là em con chú là và anh Hưng anh bác, thế là bác Bằng là bác rẻ, anh Hưng ông Hưng của bác Bằng anh đấy, phần sơ tức là chị lớn nhất ở bên bác Hưng chị là thì còn số còn lại mà tôi giới thiệu chưa hết thì tí nữa chúng ta sẽ tham khảo sau để cho nó dễ xin mua cái câu chuyện. Thì gia đình nhà trai cái lễ hỏi trước tiên là kính cáo với tiên tổ nhà ta, cái thứ hai nữa là để cho các cụ công các bà chúng ta thấy được một cái trinh trọng của bên phòng nhà trai với gia đình chúng tôi thay mặt gia đình gái một lần nữa xin nhận cái quà cái lễ hỏi và cũng là cái lễ gia tiên cho gia đình chúng tôi, và rất trân trọng cảm ơn và cảm ơn tất cả hai gia đình cũng rất là sức khỏe, gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng, trọng cảm ơn. Vừa qua ông nghe đại diện thái cũng được phát biểu, xin thay mặt người ta xin cảm ơn ông đã biết sự và đã chấp nhận lễ thức của gia đình chúng tôi và xin phép được cho hai cháu vào gia tiên và gia tộc. Và cũng xin kính mời các cụ các bà bên phòng nhà gái
trưa mai 11 giờ mời đến nhà hàng tiệc cưới Trường Giang, địa chỉ số 45 đường Lân Thành, dự lễ tân báo hỷ với gia đình con trai chúng tôi. Vâng, thế thay mặt cho họ gia đình nhà gái, tôi trân trọng cảm ơn. Thế vừa rồi chúng tôi đã đợi một cái lễ hỏi vào đây, nhưng mà giữa quê chúng ta đó, gọi là lễ gia tiên hay là gọi là tính báo với tổ tiên nhà mình, hay gọi là lễ xin dâu cũng được, ai muốn hiểu như nào thì cũng đều là nội dung nhau cả. Gọi là lễ gia tiên thì đều và sau cái lễ này thì tất cả hai gia đình chúng ta trầm cây chung với nhau, và cháu Kinh thì là con rể có bà thứ sáu. Riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Oh,
thưa của toàn thể quý vị khách quý. Tất cả quý vị chúng ta đang cùng có mặt tại Tư Gia gia đình họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay cùng đến chúc mừng lễ vu quy mừng hạnh phúc đến cô dâu Hoàng Ngô và chú rể Thịnh Dương. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và lời đầu tiên cho phép xin ngài thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho gia đình họ nhà gái chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Diễn vòng hóa điểm ngay sau đây. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt ra phía ngoài cánh cửa của tình yêu và hãy cùng với ban tổ chức chương trình chúng tôi vang lên một tràng pháo vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt cùng chào đón hai nhân vật chính, chú rể Thịnh Dương, cô dâu Hằng Ngô. Xin mời. Hậu tuấn hai nhân vật chính đó chính là sự thực của song thân phụ mẫu, bố mẹ đại diện nhà trai và nhà gái, và chúng tôi mong rằng tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc. Cùng với đó là sự diện của song thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình trong giây phút thật tuyệt vời này, cho phép xin gửi cùng với ban tổ chức cùng với hai bên gia đình xin được cúi chào toàn thể quý vị. Cho chúng ta cũng để mong ước cho mình một tình yêu thật tuyệt vời và thật hạnh phúc. Được sự tác hợp của hai bên chính quyền địa phương, gia đình họ nhà gái chúng tôi đã lựa chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để cùng tổ chức lễ vu quy mừng hạnh phúc đến gia đình họ nhà gái chúng tôi, cô dâu Hằng Ngô sánh như một người chú rể Thịnh Dương. Giờ phút này xin phép được bắt đầu, hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng hạnh phúc. Quý vị, có những mảng báo sáng lung linh hạnh phúc cùng truyền tải những bức thông điệp tình yêu yêu thương đến từ trung tâm sự kiện Ngọc Hùng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tạo hóa đã ban tặng cho người chúng ta tình yêu và hạnh phúc, bởi tình yêu luôn là hướng đi chung, là thước đo tình cảm cho mọi thế hệ và mọi thời đại. Bởi chính vì thế, tình yêu đẹp là tình yêu tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Cũng chính vì thế đó, ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta đang cùng có mặt ở đây để cùng minh chứng cho một tình yêu thật tuyệt vời, thật hạnh phúc của hai bên gia đình. Ngay sau đây mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng bước chút thời gian vào ngọc của mình, cùng hướng mắt lên sân khấu, cùng chứng kiến những giây phút tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất của hai bên gia đình chúng tôi. Giây phút trân trọng đầu tiên, chúng ta xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị món quà đến từ gia đình họ nhà gái, bố mẹ của cô dâu Hằng Ngô sẽ có món quà cùng dành tặng đến con gái và con rể của mình trong ngày vui hôm nay. Xin mời món quà đầu tiên ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và một lần nữa thay mặt cho hai bên gia đình trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đang phía ngoài hội trường, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhanh chóng di chuyển phía trong, cùng lựa chọn những hàng ghế thích hợp để cùng dự tiệc mừng hạnh phúc hai bên gia đình ngày hôm nay. Như một minh chứng cho hai bên gia đình cùng đi chung một con đường, cùng xây đắp bước mở hạnh phúc, tất cả quý vị chúng ta đang cùng chứng kiến người mẹ thân yêu cô dâu đang có một chiếc kiềng xinh xắn cùng dành tặng đến con gái của mình. Cùng thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho hai bên gia đình chúc mừng tình yêu của chú rể Thịnh Dương, cô dâu Hằng Ngô. Kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu lên sân khấu món quà của chị Hiền sẽ cùng bước lên cùng dành tặng đến hai em của mình. Trân trọng kính mời chị. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, do điều kiện về địa lý
mà em Nga và em Minh ở bên Đức không thể về trao cho món quà tuyệt vời cùng dành tặng đến cô dâu Hoàng Ngô. Chính vì thế có nhờ qua một vị khách để cùng dành tặng đến cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Chúc tất cả quý vị thân mến, và một lần nữa chúng tôi mong rằng tất cả quý vị hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị thân mến, đó chính là những tình cảm, những món quà, những lời chúc tuyệt vời nhất để cùng dành tặng. Trở lại với những nghi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin mời hai nhân vật chính, anh chị sẽ cùng bước đến cùng chung tay khai giảng sân bay. Xin mời. Chị sẽ quay trở lại vị trí trung tâm khán đài tới ngày hôm nay trong vòng tay yêu thương của hai bên gia đình. Kính thưa quý vị thân mến, cây có gốc mới nên cảnh xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Con người chúng ta nguồn gốc từ đâu? Ông bà cha mẹ có trước rồi sau có mình. Ngày hôm nay để cảm ơn các đấng sinh thành, chúng tôi mời cô dâu chú rể sẽ cùng đến với nghi lễ dâng rượu hai bên gia đình. Trước hết xin mời cô dâu Hằng Ngô sẽ cùng dâng rượu đến ba mẹ chồng của mình trong ngày vui hôm nay. Xin mời cô dâu. Tôi xin được chúc mừng cho tên ngỏ nhà trai, kể từ giây phút này đã có thêm một nàng sâu hiền. Tiếp theo xin mời chú rể sẽ cùng dâng rượu đến ba mẹ vợ. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã sinh một người vợ thật tuyệt vời, xinh đẹp nhất trong ngày vô quy hôm nay. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy cùng cùng ly để chính thức nên tình nghĩa thông gia ngày hôm nay. Kể từ giây phút này hai bên gia đình đã chính thức đi chung một con đường, cùng xây đắp mồ hạnh phúc. Và tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi một lần nữa vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu và kính mời chú Trưng sẽ cùng đại diện cho hai bên gia đình sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời chú. Tôi được thừa hưởng tiền của các cụ, của các ông, các bà, gia đình, nhà gái. Kính thưa các quý cụ, quý ông bà, quý cô bác, anh chị. Kính thưa các vị quý khách cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ. Kính thưa hội hôn. Một ngày vui nhất của gia đình chúng tôi, cháu bên Cộng hòa Liên bang Úc thì gọi là Hằng Ngô, nhưng mà gia đình chúng tôi gọi là Ngô Hằng. Và ở Việt Nam chúng ta thì gọi là Dương Thịnh, thì bên kia là gọi là Thịnh Dương, cho nên cả hội chúng ta thông cảm cho về ngôn từ là như vậy. Về sự nhất trí của hai gia đình thì tôi được phát biểu một số ý kiến như thế này. Có một quá trình thời gian, cháu Hằng và cháu Thịnh đã tìm hiểu nhau. Về sự nhất trí của hai gia đình, ông bà Hướng Sáu và ông bà Bình Thăm, và bên nước sở tại cũng đã tổ chức cho các cháu, đã làm lễ thành hôn cho các cháu ở bên đó. Nhưng không bằng cái gì ở Việt Nam quê hương, các cháu được sinh ra, lớn lên và trưởng thành là quê hương mà chúng cháu có nhiều kỷ niệm nhất cho các cháu. Và hôm nay hai gia đình đã thống nhất với nhau chọn ngày lành, tháng tốt và ngày đẹp nhất trong cả cuộc đời để tổ chức làm lễ thành hôn cho hai các cháu. Và ngày vui của gia đình chúng tôi, sự hiện diện của quý cụ, quý ông bà, quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn thanh niên nam nữ là sự hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Đề nghị chúng ta nổ tràng pháo tay mừng hạnh phúc cho các cháu. Thưa tất cả quý vị thân mến, và cuối cùng ngày sau đây trân trọng kính mời hai bên gia đình, cô dâu, chú rể, chúng ta hãy cùng bước xuống từng dãy bàn tiệc, cùng đến tất cả quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất cho ngày vui hôm nay. Xin mời hai bên gia đình. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào.
Còn
trên trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
sinh quê hương hòa bình, tưởng là hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chậm chờn đàn chim non béo con ngọn tre màu son áo màu vàng ơi bà con đến xem mùa mưa chân dài con cày phù hồng ta mà xem mới biết cả ngày vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dành Chúa, chúng ta.